Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Nhật Bản nổi điên phóng hỏa tàu Trung Quốc chết như ngả dạ ở miền Đông. Thưa quý vị, tàu chiến của Nhật Bản tấn công dữ dội các tàu của Trung Quốc, đánh chìm nhiều chiến hạm của đối phương mà không phải chịu bất kỳ một tổn thất nào. Trận thảm bại trước quân Nhật khiến người Trung Quốc nuốt hận mãi trăm năm. Trung Quốc thời nhà Thanh sở hữu hạm đội mạnh nhất châu Á, nhưng đối thủ của Nhật Bản thời Minh Trị từng bước trỗi dậy mạnh mẽ, dẫn đến cuộc chiến một mất một còn. Thưa quý vị, cuối thế kỷ 19, Trung Quốc dưới thời nhà Thanh đã từng bị khuất phục và thất bại trước các nước phương Tây sau hai trận thất bại thảm hại trước người Anh và người Pháp. Được biết, triều đình nhà Thanh dưới thời Từ Hy Thái Hậu vẫn còn rất mạnh bởi hạm đội Bắc Dương và 80 tàu thuyền và tàu chiến các loại. Giai đoạn này cũng đánh dấu thời kỳ Minh Trị cải cách vượt bậc của Nhật Bản, đón nhận tinh hoa của nền văn minh phương Tây. Nước Nhật đã từng bước vượt qua sự lạc hậu để hiện đại hóa quân đội, mua rất nhiều tàu chiến của Pháp và của Anh, và điều gì đến sẽ đến. Hải quân của Trung Quốc và Nhật Bản đối đầu nhau trong một trận quyết chiến trên Biển Đông được coi là điều tất yếu. Giữa một Trung Quốc đang thống trị Đông Á và một Nhật Bản ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ, và trận quyết chiến đó, phía hải quân của Trung Quốc đã thất bại thảm hại trước hạm đội hàng đầu của châu Á, đó chính là hải quân của Nhật Bản. Nhận thấy sức mạnh của Trung Quốc thời nhà Thanh suy yếu, đặc biệt là khi bị người Anh và người Pháp đánh bại, Nhật Bản tiếp tục bồi thêm, đánh cho Trung Quốc một trận tơi bời khói lửa ở ngoài Biển Đông, làm cho toàn bộ tàu thuyền của phía Trung Quốc đắm chìm và chết như ngả dạ. Ở thời điểm đó, hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc được coi là mạnh nhất châu Á và mạnh thứ 8 trên thế giới. Hạm đội còn được đánh giá là có một vị thế và sức mạnh ngang bằng với các hạm đội hùng mạnh của các nước phương Tây vì sở hữu các tàu bọc thép mua từ Đức, và mâu thuẫn Trung-Nhật lên tới đỉnh điểm khi nhà Thanh lấy danh nghĩa diệt trừ phản loạn, đưa quân tiến vào Triều Tiên. Đáp trả lại hành động này, Nhật Bản cũng đưa 8.000 lính viễn chinh để đổ bộ lên bán đảo đó. Và chỉ trong chưa đầy một tháng, quân Nhật Bản đã bắt giữ vua Triều Tiên, thay bộ máy cầm quyền bằng những người thân Nhật. Trong đà chiến thắng, hạm đội của Nhật Bản đã tiếp tục tiến lên phía Bắc để diệt các tàu chiến của Trung Quốc. Và trận đánh đó, tàu của Trung Quốc đã bị đắm chìm rất nhiều. Tại trận phong đảo ở Biển Đông, tàu chiến của Nhật Bản đã tấn công dữ dội các tàu của Trung Quốc, đánh chìm rất nhiều tàu chiến hạm của đối phương mà không phải chịu bất kỳ một tổn thất nào. Hai tháng sau, Nhật Bản lại tiếp tục đánh chiếm Bình Nhưỡng, đẩy lùi quân Thanh của Trung Quốc ra khỏi Triều Tiên. Đó là lúc mà hạm đội uy lực của Nhật Bản với các tàu chiến ở thế hệ mới tiến sâu vào lãnh hải của Trung Quốc. Đến lúc này, đại thần nhà Thanh là Lý Hồng Chương mới ra lệnh cho hạm đội Bắc Dương xuất kích. Xét về sức mạnh, hạm đội của nhà Thanh chiếm ưu thế đáng kể so với hạm đội của Nhật Bản. Nhờ hai chiến hạm Định Viễn và Trấn Viễn, hai chiến hạm này phía Trung Quốc đã cho bọc giáp rất dày và gần như nó miễn nhiễm với các loại đạn bác cỡ nhỏ trên tàu của Nhật Bản. Tuy vậy, hạm đội liên hợp của Nhật Bản đã thể hiện được tư duy chiến thuật vượt trội khi tận dụng các tàu nhỏ hơn để che chắn, cũng như bắn toàn bộ pháo khai hỏa các tàu của Trung Quốc. Trận hải chiến kéo dài suốt gần một tháng và kết thúc phần thắng lợi vang dội về hải quân của Nhật Bản. Hạm đội Bắc Dương bị đánh chìm 5 tàu bao gồm tàu tuần dương và tàu hải cảnh và các tàu cỡ nhỏ, trong khi những chiếc còn lại đã bỏ chạy về phía căn cứ. Phía Nhật cũng tổn thất 4 tàu chiến, nhưng sức chiến đấu ngày càng tăng lên. Đại thần nhà Thanh Lý Hồng Chương khi đó không còn dám tất tay với toàn bộ hạm đội của Trung Quốc đã nuốt hận ngàn thu trong trận chiến lịch sử đó. Trong trận chiến ác liệt đó, hải quân của Nhật Bản đã đánh thẳng và uy hải vệ căn cứ của hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc. Lính viễn chinh của Nhật Bản đã đổ bộ chiếm các pháo đài của Trung Quốc, tạo thế gọng kìm khiến các tàu của hạm đội Bắc Dương không còn đường thoát. Xoáy hạm Định Viễn của Trung Quốc cùng các tàu cỡ lớn đã bị đánh chìm trong trận chiến đó, và hạm đội Bắc Dương coi như đã bị xóa sổ kể từ đó. Câu hỏi đặt ra là hạm đội Bắc Dương của Trung Quốc mạnh như thế, sao lại bị xóa sổ và bị thất bại thảm hại?
thì các nhà nghiên cứu về Biển Đông cho rằng nhà Thanh sở hữu một hạm đội bậc nhất nhì châu Á và đứng thứ 7, thứ 8 trên thế giới sau các nước phương Tây. Vũ khí và quân lính thậm chí còn vượt trội so với cả hải quân của Nhật Bản. Tuy nhiên, sức chiến đấu yếu kém so với người Nhật, cho nên phía Trung Quốc đã dẫn đến thất bại thảm hại. Hạm đội Matsushima của Nhật Bản được trang bị duy nhất một khẩu pháo hạng 320mm, trong khi thiết hạm của phía Trung Quốc đã có tới 8 khẩu pháo. Bên cạnh đó, các tàu của Trung Quốc hình như không được cấp đạn thật huấn luyện, trong khi đó đạn dự trữ không nhiều, không đủ để chiến đấu dài hơi. 8 khẩu pháo trên 2 chiến hạm của phía Trung Quốc không đủ chiến đấu trong vài ngày và 5 chiến hạm của hạm đội Bắc Dương Trung Quốc đã bị hải quân của Nhật Bản đánh chìm trong đúng một ngày. Thưa quý vị, thất bại thảm hại đó đã khiến cho nhà Thanh của Trung Quốc phải ký một hiệp ước với Nhật Bản, chấm dứt tầm ảnh hưởng của Triều Tiên, và nhà Thanh phải nhượng lại đảo Đài Loan và nhiều vùng đất nước khác cho Nhật Bản, bồi thường chi phí khổng lồ cho Nhật Bản. Ngược lại, chiến thắng trước Trung Quốc tạo cơ hội để Hải quân Nhật tích lũy kinh nghiệm lấy tiền chiến để bổ sung thêm lực lượng. Nhật Bản còn tiếp tục đánh bại đế quốc Nga trong chiến tranh năm 1905, thay thế Trung Quốc trở thành một nước có lực lượng hải quân hàng đầu của châu Á. Vì thế, người Trung Quốc ngày nay không mấy ưa chuộng người Nhật Bản, một phần vì những vụ đụng độ mà họ đã phải chuốc lấy phần thất bại thảm hại, trong đó có trận thủy chiến ở Biển Đông nổi tiếng nói trên. Bắc Kinh phải bồi thường chiến phí cho Nhật Bản và rút quân ra khỏi Triều Tiên, thừa nhận nước này không còn là chư hầu. Tương tự như 10 năm trước khi nhà Thanh phải ký hiệp ước Bétamon với cả người Pháp. Về mặt quân sự, không phải nhà Thanh không tìm cách để tăng cường quân bị, mà trái ngược lại, Từ Huy Thái Hậu đã hoàn toàn ý thức được sức mạnh của vũ khí phương Tây. Hải quân của Trung Quốc thua hải quân của Nhật Bản trong trận đánh nảy lửa trên Biển Đông là bởi vì Trung Quốc quá tự tin vào chiến hạm của mình trên Biển Đông, khi mà do Đức thiết kế và hải quân của Trung Quốc rất coi thường hải quân của Nhật Bản, cho nên đã bị chủ quan. Nhìn chung, Nhật Bản chưa bao giờ thua Trung Quốc, nước lớn hơn gấp bội trong tất cả các trận đánh từ thế kỷ thứ 13 đến nay. Và điều này khiến một số nhà quan sát tin rằng một phần dư luận Trung Quốc có nhu cầu rửa hận. Nhất là sau cuộc tàn ác chiến tranh quân đội của Nhật Hoàng gây ra tại Trung Quốc, vẫn để lại vết thương khô máu không bao giờ phai mờ trong người dân của Trung Quốc. Một số tác giả tin rằng nếu xảy ra chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Quốc thêm một lần nữa trong thế kỷ 21, đây sẽ là một cơn ác mộng cho châu Á. Tuy nhiên, nước Nhật ngày nay đã khác xưa và đang là một nền dân chủ, và người dân của nước Nhật đã yêu chuộng hòa bình. Người Nhật không muốn gây ra chiến tranh. Hồi năm 2005, chính Tòa án Tối cao của Nhật Bản còn cho một số công dân của Trung Quốc thắng kiện trong vụ kiện mà nhà văn cánh hữu của Nhật, ông Toshio, đã bôi nhọ vào cuốn sách Thảm sát Nam Kinh. Thưa quý vị, tình hình Biển Đông ngày càng gia tăng và căng thẳng, nhất là trong thời gian vừa qua, bởi vì nhu cầu năng lượng ngày càng gia tăng, châu Á đang có nhiều tranh chấp lãnh hải, đôi khi chỉ vì một vài mỏm đá, bãi san hô không có người ở, nhưng mang lại giá trị danh dự cho dân tộc, biểu tượng cho sức mạnh quốc gia. Vì thế, chiến tranh có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vì thế, chúng ta phải hết sức kiềm chế cũng như tỉnh táo, không gây vào một cuộc chiến tranh với cả các nước nào hết. Tính cố chấp của các bên liên quan thậm chí có thể khiến một cuộc đụng độ xảy ra. Hoa Kỳ cũng chỉ có thể can dự ngắn hạn vì dư luận của Mỹ không sẵn sàng ủng hộ lâu dài cho các cuộc chiến tranh và khó chấp nhận nó. Và Biển Đông trong thời gian tương lai sẽ còn rất dậy sóng bởi vì Trung Quốc luôn nuôi tham vọng độc chiếm Biển Đông, còn các nước khác thì không bao giờ chịu mất một tấc đất. Đặc biệt là Việt Nam sẽ kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, quyết không mất một tấc đất cũng như một hòn đảo nhỏ vào tay của phía Trung Quốc, và Trung Quốc sẽ phải rất dè chừng phía Việt Nam. Các tin tức mới nhất về Biển Đông chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị vào các bản tin tiếp theo. Còn chương trình hôm nay chúng tôi xin được tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.